Đây là 3 lý do mà trong vòng có 1 tháng thì 1.000 chiếc vòng Ngọc Am này đã bay luôn. Lý do thứ nhất đó là chúng tôi đã lựa chọn cho các bạn những cái phôi gỗ rất là chất lượng này. Đó, những cái phôi này là phôi đen, sẫm và rất là nhiều cái lượng tinh dầu ở bên trong thì nó mới phản ánh ra bên ngoài là cái vân gỗ và cái lượng tinh dầu nó nhiều đến như thế. Và cái thứ hai là cái mức giá mà chúng tôi đưa ra nó cũng rất là dễ để đáp ứng được cái yêu cầu của các bạn. Nếu như các bạn dùng một chiếc vòng thì chỉ có mức giá là 49.000. Còn nếu như các bạn mà mua combo 3 chiếc thì nó có mức giá là 99.000. Và cái lý do thứ ba đó là chúng tôi luôn luôn có sẵn vòng, lúc nào cũng có sẵn trong nhà, cho nên là bạn đặt hàng buổi sáng, buổi trưa vòng đi luôn. Và nếu như ở gần miền Bắc thì là 1 ngày đến 2 ngày là bạn đã nhận được, vào miền Nam thì chỉ 3 đến 4 ngày. Cho nên là với 3 cái lý do rất là thiết thực như vậy thì tôi tin chắc là sang tháng thứ 2 này sẽ có tới 2.000 chiếc vòng tiếp tục là được đưa tới tay các bạn nhé.